kính chào quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube Tin Mới Toàn Cảnh. Thưa quý vị, với tình hình có quá nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra những ngày qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã phải tính toán lại kịch bản vỡ hồ và phải đảm bảo tính mạng của người dân là trên hết, tránh đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, ảnh hưởng đến người dân. Ngày 7 tháng 8, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu đã có buổi đi thực địa làm việc với tỉnh Đắk Nông về tình hình mưa lũ, sạt lở đất, núi đang diễn ra ở đây. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp và đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công trình thủy lợi Đắk Nơ Tinh ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Cơ Long, Đắk Nông đang có nguy cơ bị vỡ nghiêm trọng. Kiểm tra trực tiếp công trình, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhận định tình trạng mất rừng đã làm thay đổi dòng chảy bề mặt và dòng chảy nước ngầm. Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, hiện tại khu vực công trình thủy lợi này có khoảng 1 triệu mét khối trên diện tích khoảng 10 hecta đất có nguy cơ sạt lở, những vị trí gần đó vẫn còn rừng khộp, nhiều nơi người dân đã trồng tiêu. Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nói, quá trình tưới tiêu của người dân là nguyên nhân làm dòng chảy ngầm thay đổi. Cũng theo ông Hiệp, vừa qua Tây Nguyên xuất hiện thời tiết cực đoan, tổng lượng mưa rất lớn, gấp 2 đến 2,5 lần so với lượng mưa hàng năm. Yếu tố mưa nhiều cùng với sự tác động từ các công trình đang thi công tạo ra tổ hợp bất lợi, dẫn đến sạt lở khá nhiều điểm khác nhau ở Tây Nguyên. Trong đó, địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã có một đoạn đường Hồ Chí Minh bị sạt lở nặng. Hồ thủy lợi Đắk Nơ Tinh và một loạt cơ sở trường học ở tỉnh Đắk Nông bị sạt trượt. Theo ban Chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, hiện nay cung trượt vẫn tiếp tục dịch chuyển gây ảnh hưởng đến công trình thủy lợi Đắk Nơ Tinh, các vết nứt cũ đã có hiện tượng mở rộng, sạt trượt nhiều hơn so với những ngày trước đó. Số liệu quan trắc cho thấy do ảnh hưởng liên tục của cung trượt, áp lực đất phía đồi ngày càng đè nén thêm vào khu vực đập tràn xả lũ, gây ra tình trạng đẩy nổi bên vai trái tràn xả lũ. Ngoài ra, mái bê tông thượng lưu đập đất tiếp giáp tràn đã có hiện tượng nứt gãy chia cắt với vết nứt kéo dài từ chân đập lên đỉnh khoảng 25 m, chiều rộng vết nứt có chỗ lên tới 3 cm. Tại cuộc thảo luận cùng ngày, các chuyên gia đã chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan ở Tây Nguyên, Đắk Nông những ngày qua và đề xuất hướng giải quyết cụ thể. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Châu Lân, Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết từ kiểm tra công trình chứa nước Đắc Nơ Tinh cho thấy, địa hình sạt trượt cao khoảng 30 m với đất đỏ Ba Gian là chủ yếu sạt trượt phần trên mái đất, vị trí nứt hình thành vòng cung. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Châu Lân, giải pháp trước mắt sử dụng tấm HDPE để ngăn nước không cho ngấm xuống phía dưới, có thể khoan sâu vào quả đồi nhằm tạo dòng chảy nước thoát ra để hạn chế lớp đất sạt trượt xuống dưới đối với vị trí sụt lún ở đường Hồ Chí Minh đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Châu Lân cũng có yếu tố liên quan đến thoát nước. Vì vậy, cần phải bóc vỏ và làm lại từ dưới lên, nhờ chú ý phần thoát nước, có gắn các dọ đá. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Hùng, chuyên gia trong đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện công trình thủy lợi Đắc Nơ Tinh mới chỉ di chuyển đập tràn do bị xô đẩy tách khỏi móng. Phần đập và cống hiện an toàn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Hùng nêu giải pháp biện pháp an toàn cho đập nhanh nhất, an toàn nhất là phải hạ mức nước chứa. Nếu đập này chỉ xả nước bình thường sẽ an toàn cho đập phía dưới, nếu hồ vỡ mới hệ trọng. Cần thiết phải xả đúng thiết kế, không được vượt quá. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Hùng kiến nghị cần kiểm tra các công trình còn lại ở địa bàn tỉnh Đắk Nông để có đánh giá đúng và có biện pháp ngăn chặn sớm. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Hùng cảnh báo việc dùng tôn vây ký mép đường Hồ Chí Minh đoạn bị sụt lún sẽ tạo nên hiện tượng bị tụ nước rất nguy hiểm. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Hùng cảnh báo và khẳng định việc khảo sát trước đây của cơ quan chức năng địa phương khi làm đường chưa đến nơi đến chốn. Ông nói: khi nước mưa chảy xuống, toàn bộ đường này như một cái đập và chịu dòng thấm xuyên từ đó sang mái trượt. Nếu chúng ta sửa chữa phần này muốn không hỏng đường đang còn thì phải xử lý ngay tụ thủy. Nếu không làm được, trong mùa mưa năm nay sẽ hỏng hết những đoạn đường còn lại.